Chào các bạn, một ván cờ với tốc độ đôi công rất khủng khiếp giữa hai hào thủ. Xuyên suốt cả trận là những đòn cờ mang theo sức sát thương vô cùng đáng sợ, đủ làm lạnh gáy những kẻ yếu tim. Lần gặp giữa Trần Hoàng Thịnh và Trịnh Minh ngày 11 tháng 11 vừa qua, giải giáp cấp liên tái năm 2023 vòng thứ 17. Ở trong cuộc này, Trần cầm đỏ pháo đóng vào trung lộ Trịnh Minh mã 8 tấn 7. Trần quyết định dùng binh 7 tiến 1 trước, Trịnh cũng làm y hệt binh 7 dốc lên. Giờ Trần mã 2 tiến 3, Trịnh Minh đưa xe bình 8 để chờ. Thứ tử khai quân có phần nào đổi khác, nhưng không vì vậy bàn cờ này sớm trở nên lạ lẫm. Khi tới đây Trần Hoàng Thịnh lại ngũ lục pháo Trần, Trịnh Minh mã còn lại ném ra biên ải. Giờ Trần mã 8 tiến 7 ngay. Bất động xe ngũ lục pháo đối với Trần Địa đơn để mã cuộc của họ Trịnh. Tới đây Trịnh Minh xe 1 bình 2 để giữ căn. Hồng đối phó trước với chuyển, đối phương lấy xe tả cánh mà di chuyển. Tới đây bất ngờ là Trần tiếp tục bất động cả đôi xe của mình, mã 7 tiên phong để ra Trần, nhằm chí tử vào binh trung lộ. Đơn để mã, một ngựa còn lại khó mà giữ nổi, cho nên đây cũng là cơ sở Trần quyết liệt đã ra tay. Trịnh buộc phải làm dày trung lộ của mình, giờ Trần Hoàng Thịnh cứ vậy mà tiêu diệt. Trịnh Minh mã 7 tiến 5, Trần dùng pháo quật lên vỗ chiếu ngay. Pháo 8 kê vào trung lộ, một là hóa giải, hai là có thể thông được xe của mình. Nhưng Trần Hoàng Thịnh đưa xe 1 bình 2 kích đổi, thành thở Trịnh Minh sẽ phải chấp nhận trước biến cờ này. Mã của Trần quay đầu về, rồi tức khắc Trịnh Minh pháo 2 tiến 1 đánh đuổi. Khi pháo trung tâm không còn cửa để di chuyển, cho nên hẳn rằng đây không phải là phương án chấp nhận đổi. Tới đây quyết định của Trần Hoàng Thịnh dùng pháo 5 thoái 1 ngay, rồi Trịnh Minh dùng binh 3 tấn 1. Chuyện là gì? Tới đây Trần Hoàng Thịnh mặc dù có chốt độ hạ, nhưng đổi lại Trịnh Minh pháo 2 đưa vào trung lộ. Một là bắt pháo đối thủ, hai là quân xe còn lại của mình đã lộ diện trước. Cho nên không phải vì trung pháo mà Trần Hoàng Thịnh tỏ ra dễ chơi. Tới đây buộc phải pháo 6 bằng 5 để giữ ngay. Rồi Trịnh Minh nhờ vậy mà tiêu diệt được một trung binh của đối thủ, cũng vô chiếu y hệt. Sĩ 6 tấn 5, rồi đoạn là gì? Xe 2 lao thẳng qua hạ. Bởi vì vậy mà quân xe còn lại đương nhiên rằng Trần sẽ khó triển khai. Đây là một điểm bất lợi đầu tiên. Và chưa kể rằng quân ngựa còn lại cũng vậy, nếu như nhảy tấn đường 3, pháo này cũng chỉ cần thoái về một nước. Mặc dù là trung pháo như nhau cả, nhưng việc xe này của Trịnh Minh đã thông suốt chiếm lấy một tuyến ngang quan trọng, giúp họ Trịnh dễ để kiểm soát được cục diện. Còn tới đây Trần Hoàng Thịnh vất vả tượng 7 ném ra góc biên để có thể mở đường xe của mình. Bất ngờ Trịnh Minh dùng pháo lại chém chốt ngay. Chuyện tới đây là gì? Nguyên cớ do đâu mà Trịnh Minh tự mình đã tháo dỡ đi một thế tiến công có vẻ đường hướng rất sáng sủa ở giai đoạn vừa rồi? Câu trả lời có lẽ vì lo ngại mã hai đối thủ tiến đường 3 truy đuổi, pháo này rút chạy, giờ điều xe vào đường 7. Kiểu gì cũng có thể đưa được lên tuần hà tiếp tục để gây sức ép ngay, nhân tiện giữ chốt và quản lý một con đường ở trục 3 rất quan trọng mà Trịnh Minh phải lắng lo. Còn chưa kể rằng xe 2 tấn thẳng 3 nước thì cũng bị tượng 9 thoái 7 lúc đó vô hiệu hoàn toàn. Trịnh Minh không làm được gì cả. Còn tới đây, câu chuyện để chém chốt mang tới một hình thái liệu rằng có đủ tích cực. Trần Hoàng Thịnh vẫn vậy, đã điều xe vào. Và gấp gáp Trịnh Minh đưa tướng quân xuất công ngay. Trịnh tiếp tục thực hiện cho những đòn cờ vừa rồi, tức là xe tiến cửa hà trước. Và Trịnh Minh đã ra tay mời đổi, bắt buộc là tướng 3 tiến 5. Rồi đoạn điều xe sang để giữ mặt. Bởi vậy mà nước cờ lấy xe này vỗ chiếu, Hồng có thể đe dọa bác sĩ, Trần Hoàng Thịnh không làm được. Quyết định của anh lấy xe này tả ra cánh biên truy đuổi. Xe này mà chém chốt tất rằng sĩ sẽ vỡ ngay. Tức là xe bình sang vỗ chiếu, rồi tiếp tục lại nhảy sổ lên tuyến trên. Kiểu gì thì Trịnh Minh cũng bất lợi, cho nên đã phải dùng xe này rời về để có thể truy đuổi mời đổi. Không đổi mà Trần đưa chốt vào giữ căn là tất nhiên vậy. Trịnh Minh cũng chỉ cần chờ có vậy, đưa pháo của mình thoát thân kịp thời trong gang tấc. Giờ Trần Hoàng Thịnh lấy xe lại tiêu diệt được một chốt, nhân tiện đe dọa vào binh bên kia. Mã của Trịnh đã chủ động tháo về, Hồng có thể lấy thối để làm tiến sau này. Tới đây Trần Hoàng Thịnh vẫn lấy xe tiêu diệt vào chốt, thì Trịnh Minh đã chuẩn bị kỹ càng việc pháo đưa vào trung lộ để xét cục. Tướng xuất cung thì cũng được, nhưng đây rõ ràng là cơ hội để Trần Hoàng Thịnh có thể dùng mã mà phát triển. Trong qua thì đây có vẻ sẽ là một cơ hội để Trịnh Minh xe 6 tấn thẳng 3 nước để truy đuổi. Mã rút chạy thì xe cắm đáy xét cục.
nhưng chuyện chẳng dễ như vậy. Việc của Trần là chỉ cần rời xe về đuổi pháo trung lộ, hoặc là tới đây dùng xe 6 bình bày để tiêu đổi mã, hoặc là pháo 5 thoái 1. Kết quả của cờ vẫn giống nhau cả. Về phía của Trần, xe 9 bình 5 truy đuổi để có thể giải vây. Xe này buộc phải tiêu diệt vào mã, xe này tấn 1. Và chuyện rõ ràng khi bàn cờ chính thức đã chuyển tàn, với một lợi thế không hề nhỏ lúc này cho Trần Hoàng Thịnh. Còn xe, pháo và chốt, kể cả quân binh còn lại, thì về phía của Trịnh cũng không thể nào có cơ hội mà tiêu diệt. Tại vì xe của Trần vỗ mặt, thành ra sĩ này mất mạng. Hàng tuyến phòng thủ kiểu này e rằng cũng chẳng thể nào cầm cự thêm được bao lâu cả. Bởi vậy, đó cũng là lý do ngay tại hình cờ này, Trịnh Minh quyết định vác pháo trung tâm rút chạy tháo về đường 2. Giờ Trần Hoàng Thịnh lại đảo xe sang truy đuổi. Nhằm chí tử và quân tưởng ở đường 7, tất nhiên vậy, nếu như lựa chọn tường 7 tiến 5 hoặc là quân tưởng còn lại thì cũng được. Nhưng tại vì chiến ngựa đường 3 này sau khi đã lui về gần như sẽ hoàn toàn đứng bất động, không thể nào tìm ra lối để phát triển, cho nên Trịnh Minh tường 7 ném ra cánh biên. Bởi vậy mà âm mưu này càng lộ liễu, cho nước ngựa chuẩn bị phóng vào giữa ở trung tường. Quyết định của Trần Hoàng Thịnh, mã 3 tiến 5 để truy đuổi, xe đang bị vây chặt. Tới đây Trịnh cứ bỏ mặc, dùng pháo quật sang, vừa bắt được chốt vừa mời đổi lại. Nếu như tiêu đổi, mỗi bên còn pháo mã chốt và sĩ tưởng toàn. Mặc dù thế trận của Trịnh Minh ở vào thế kém hơn một chút, nhưng không vì vậy mà Trần Hoàng Thịnh có thể dễ dàng để đàn áp được cuộc cờ này. Bởi vậy quyết định đã giữ lại xe, gia tăng tính phức tạp. Tới đây đã điều xe tiếp biên để truy đuổi. Tượng này nếu như mất mạng thì cũng bất lợi. Đối phó của Trịnh là dùng xe cắm thẳng, tức là chuẩn bị có thể lấy pháo 7 tấn lên trở thành sớt cục. Cho nên về phía của Trần quyết liệt là bổ sĩ lên. Để làm gì? Chấp nhận thí đi một sĩ của mình. Tới đây xe đã tiêu diệt, rồi có thể lấy việc này đổi về sức tưởng. Nhưng không giải mà ra tay ngay, quyết định của Trần Hoàng Thịnh sĩ 4 tấn 5 để truy đuổi. Xe của Trịnh rút chạy, lại thoái 1 đánh đuổi vào mã trung lộ. Mã của Trần tiến lên đường 7. Giờ Trịnh Minh mã 3 cũng tiến 5 ngay. Chuyện dễ hiểu, khi tới đây bỏ tường nhưng đổi lại chốt, không như vậy sức ngựa được dịp phóng thẳng của Hà. Rõ ràng là Trịnh Minh mới là kẻ được lợi. Cho nên tới đây quyết định của Trần dùng binh 6 tiến 1 để giữ lại quân ngay. Đường cờ thứ cấp của Trịnh Minh, mã 5 tiến 7 đuổi vào pháo trung lộ, hoặc là chí ít có thể kích đổi, nguy hiểm sẽ qua đi. Lựa chọn của Trần buộc phải lấy pháo của mình rút chạy, nếu như còn có muốn tham vọng để tiến công. Trịnh Minh lại rời tường về. Nước cờ này bắt buộc sẽ phải làm. Còn nếu như chẳng Trần pháo 9 tiến 1 đánh đuổi mã chạy thì tưởng sẽ phải tắc tử. Còn tới đây thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Mã quay về trung lộ thì cũng là nguy hiểm. Quyết định là mã 7 thoái đường 8 ngay. Rồi Trần Hoàng Thịnh lại lấy xe chiếm vào trung lộ. Nước cờ có vẻ là khó hiểu. Âm mưu ở đây là gì? Tới đây Trịnh Minh mã 8 tiến đường 6 để xuất kích. Cứ bỏ mặc mà Trần dùng pháo 9 chầm đáy ngay. Tức là nước cờ lấy xe để chiếm vào, rồi kết hợp với việc này, tiếp theo, Trần có thể dùng xe chém đi một sĩ của đối thủ. Mặc dù đã biết trước được vậy, nhưng Trịnh cũng không thể nào đơn giản tường 6, 7, 5 để có thể ổn định. Khi mà Trần Hoàng Thịnh mã 7 tiến đường 8, sức ép lại tăng lên một cách đáng kể. Mã vẫn có thể nhảy chiếm như thường, rồi xe vẫn tiêu diệt mà không ngần ngại. Cho nên trước sau gì, quân sĩ trung tâm này cũng khó giữ mạng. Lựa chọn của Trịnh lấy xe 6, 7, 2. Hồng là chuyện sau khi đối thủ lấy xe này tiêu diệt, thì phương án đối phó của Trịnh Minh dùng xe rời về đánh đuổi. Cả một trong hai, tức là pháo chạy thì xe tắc tử, mà xe chạy thì pháo phải ra đi. Cho nên quyết định của Trần chỉ còn cách lấy xe này tạt ra cánh biên mới có thể toàn thây được. Trịnh Minh dùng pháo tạt đường 9 ngay. Có lẽ cũng chẳng còn gì khác ngoài việc sẽ lui về tận lực cho chức năng phòng thủ. Trần Hoàng Thịnh lại rời xe về đánh đuổi. Gọi là đuổi hay là mời đổi thì cũng được. Nhưng nếu như để bất động thì Trịnh Minh một lần nữa bất lợi, khi pháo vẫn có thể chém thẳng vào tường rồi lấy xe này tiêu diệt. Thành thử một nửa kinh thành của Trịnh Minh đã ra đi, e rằng với kiểu tàn cục còn lại cũng là còn xe mã chốt. Nhưng sau khi binh của đối phương đã vượt qua sông là thứ nhất, hàng tuyến sĩ tưởng thì đã tan nát cả, Trịnh Minh cũng chẳng còn cơ hội gì, buộc phải lấy pháo 9 để rút chạy. Và Trần Hoàng Thịnh cũng làm điều tương tự, pháo 9 thoái về vài nước, nhờ mã hỗ trợ hồng có thể chuyển hướng tiến công. Quyết định của Trịnh pháo đưa vào trung lộ, chuẩn bị là xe 2 cắm thẳng sớt cổ. Tường 9 đã thoái 7,
rồi đoạn dùng xe vẫn lao lên để đe dọa. Tưởng suốt cùng lấy pháo này để chiếu ngay. Trần Hoàng Thịnh tường sáu lấy vào, rồi Trịnh Minh lại đưa pháo để đe dọa. Rõ ràng về phía của Trần Hoàng Thịnh đang chọn một cách thức đơn giản nhất để bắt buộc rằng Trịnh Minh sẽ phải là người tự thay đổi. Còn nước cờ để giải sát ở hình cờ vừa rồi thì còn vô số kể. Hoặc là lấy chốt đưa vào trung lộ, hoặc là lấy C9 bình 7, hoặc là sau khi đối thủ bình pháo chiếu cũng chỉ cần đỡ xin lên mà thôi, giả thử như vậy. Nhưng Trần Hoàng Thịnh cứ khiến đối phương phải lặp đi lặp lại biến cờ này. Hiểm ác là gì? Chiếu theo luật cờ Trung Quốc, một kỳ thủ không được phép liên tục vừa chiếu vừa đe sát đối thủ. Cho nên cuối cùng Trịnh Minh phải là người tự thay đổi. Phương án mà anh đưa ra tới đây sau khi Trần Hoàng Thịnh tướng 5 lại xuất ra để giải sát, bắt buộc là lấy C2 để rút chạy, rời về vài nước để có thể tích cực hơn cho chức năng cố thủ. Giờ Trần Hoàng Thịnh vẫn bệnh xe sang đuổi mã ngay. Mã gần như không thể nào toàn thay được, buộc lòng lấy pháo để chiếu tướng trước. Tướng phải vào, rồi đoạn gác dĩ lên để có thể giữ căn. Và cũng là cơ hội Trần Hoàng Thịnh lại tiến pháo để chiếu ngay. Xe của Trịnh vất vả lại rời về bọc lót. Còn nếu như chẳng, quân tử bên kia cũng không ngần ngại mà Trịnh có thể ra tay được. Tới đây Trần Hoàng Thịnh trên đường rút chạy lại vô cùng xảo quyệt, dùng pháo chiến thoái một. Chuyện là gì? Tiếp tục đe vào sĩ trung lộ, sĩ này mất mạng thì mã cũng khó mà bảo toàn. Cho nên về phía của Trịnh, nếu như lấy C2 tiến một, rồi Trần Hoàng Thịnh lại tiến pháo lên. Lặp lại hình cờ này, Trịnh Minh đang phạm vào luật bắt mãi, cho nên cuối cùng cũng cần phải tự thay đổi. Phương án dùng pháo 4 để thoái một, gần như chẳng còn cách nào khác cả. Trần Hoàng Thịnh cứ vậy mà đưa chốt để tiếp cận. Điểm yếu chí mạng lúc này, một sĩ còn lại rất khó khăn để phòng thủ. Nếu như sĩ đồng đẩy thì mã sẽ ra đi. Cho nên Trịnh Minh tướng 6 lại đưa vào trung lộ. Còn nếu như thay vì việc vào tướng lại quyết định C2 tấn 1 đuổi pháo ngăn cản binh này có thể tiếp cận thì cũng bại. Tại vì một đổi 2, Trần Hoàng Thịnh lấy pháo tiêu diệt luôn cả sĩ. C cử vào, mã mất mạng. Chẳng còn gì với kiểu tàn cục này mà Trịnh Minh có thể cầm cự. Một xe và một chốt tiếp cận cửa thành, không như vậy còn chiến mã bên kia hỗ trợ. Nếu như lựa chọn bệnh xe kích đổi thì câu chuyện vẫn lấy C4 bệnh 3 đe dọa, tức là luôn cả binh phía trên. Đại binh của Trần ám sát mà không còn bất kỳ một năng lực nào Trịnh Minh có thể ngăn cản. Sớm một gì cũng bại một cách thê thảm mà thôi. Bởi vậy giữ lại sĩ còn có chút hy vọng. Tới đây quyết định của Trịnh như đã bàn, tướng 6 vào trung lộ. Rồi Trần Hoàng Thịnh dùng pháo rút chạy về, tiếp tục là pháo 9 bệnh 5. Trịnh thấy trước nhưng tuyệt đối không còn cách để ngăn cản. Lựa chọn tới đây mã 6 tiến đường 4 ngay. Còn nếu như giữ nguyên thì cũng phải mất mạng như thường. Pháo vỗ chiếu có mà chạy đằng trời. Tượng 7 tiến 5 thì xe cũng tiêu diệt được, và bại cục cũng là điều khó tránh khỏi. Còn tới đây mã phóng lên thì sao? Kẻ giá phải trả là binh của Trần Hoàng Thịnh thừa cơ để tiếp cận, và Trịnh Minh bắt buộc là phải tiêu đổi vào mã. Còn nếu như không, thế công hiểm ác kiểu này không qua khỏi. Trần Hoàng Thịnh lấy tường tiêu diệt, giờ Trịnh Minh gấp gáp lấy xe này để nhập cuộc ngay. Quân pháo còn lại sớm một gì cũng phải tắc tử cả. Nhưng không cần phải ra tay vội, lựa chọn của Trần tinh xảo hơn rất nhiều, C4 bệnh 5 để đe dọa. Chốt tiêu diệt hoặc là xe cắm lên thì cũng được. Xét cổ đại đao hoặc là tiểu đao xuyên tâm, Trịnh Minh cũng phải bại. Cho nên bắt buộc rằng lấy tướng để xuất lộ bên kia. Và Trần Hoàng Thịnh lấy chốt này tiêu diệt vào. Hồng chuẩn bị lấy C5 bệnh 4 để xét cổ. Cho nên bắt buộc là phải lấy xe này bệnh sang giữ mặt. Và Trần Hoàng Thịnh mới tiến chốt để chiếu ngay. Tướng thượng lầu, rồi diệt pháo ngay. Trước sau gì, quân pháo này cũng toi mạng, nhưng thủ đoạn vừa rồi giúp Trần Hoàng Thịnh chuyển hóa cuộc cờ này ra một tàn cục mà anh dễ dàng đàn áp đối thủ. Khi mà một sĩ còn lại của Trịnh Minh cũng không còn, quyết định bênh bảy tấn một, cũng chẳng hiểu để làm gì khi quân tưởng cũng ra đi nốt. Giờ Trịnh Minh lại đưa chốt vào. Trần thấy đây lại tiến xe thẳng lên một mạch bắt tưởng còn lại, biết là khó giữ, Trịnh Minh bênh 6 tiến một. Và Trần tung đòn kết liễu ngay, tức là pháo 9 chỉ cần cắm thẳng. Đoạn tiếp tục sẽ là gì? Lấy C5 móc đáy. Móc xe, cho nên xe buộc phải di chuyển. Ý nói tới chuyện dùng xe tả ra cánh biên đuổi lại pháo thì chốt 7 cũng chỉ cần lấy sang mà hỗ trợ. Rồi đoạn đau khổ là Trịnh Minh thấy sát mà không tài nào có thể cứu nổi. Nếu như giữ nguyên thì xe chỉ cần móc đáy chiếu tướng bắt luôn cả chốt phía trên. Còn nếu như chốt này di chuyển thì cũng sẽ bị sĩ bung lên. Giờ đoạn lấy xe này bệnh sang xét cổ, hải để lao nguyệt.
tức là trăng mò đáy bể. Một trận cờ tấn công vô cùng hấp dẫn giữa nhị vị cao thủ. Còn video này đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.